Alo. Alo. Cháu chào cô, cháu là Tùng đấy ạ. Cô ơi, em Mai có ở nhà không ạ? Mai nó vừa mới ra ngoài, nó có cầm cái điện thoại đâu. Mà này, mày gọi có việc gì đấy? À dạ, cháu gọi điện để hỏi xem tình hình bác gái như thế nào rồi ạ. Nói chung là tốt, mày gặp được người tốt, người ta giúp đỡ, nên là mọi việc tiến triển ổn, không phải lo gì nữa. Vâng, vậy thì tốt quá rồi. Khi nào Mai về, cháu sẽ gọi sau ạ. Ấy, thôi, từ giờ trở đi, mày đừng gọi cho cái Mai nhà cô nữa, nhá. À, sao ạ? Thì nó sắp lấy chồng rồi. Lấy một người tốt, có thể lo liệu cho gia đình nhà nó, thoát khỏi cảnh nợ nần. Mày phải thương lấy nó chứ. Chứ bây giờ mày cứ gọi điện tối ngày thế này, nó phân tâm, rồi không làm được gì cả, nhá. Cô ơi, biết rồi, tôi biết là chúng mày yêu nhau lâu rồi. Thế nhưng mà bây giờ mày còn trẻ, mày thiếu gì cơ hội có thể bắt đầu một tình yêu mới. Thôi thế nhá, cô dập máy đã nhá. Cô ơi, cô. Mà mẹ mày, bà cứ áy náy vì cái việc mà bà bắt cả gia đình phải chịu một đống nợ. Thế đâm ra là cứ nghĩ ngợi lung tung. Bệnh thì là bệnh tim, tim giờ nó đập loạn nhịp cái là chết chứ không phải đùa đâu. Mẹ nhiều bệnh lắm, có chạy chữa chắc cũng chẳng sống được bao lâu. Thả mẹ cứ chết đi, để cô với con đỡ khổ. Nhà mình còn nợ, người ta còn cầm sổ đỏ, thì tao với mẹ mày còn ăn không ngon ngủ không yên. Có lỗi với tổ tiên, tôi có lỗi với ông. Bệnh tật triền miên của tôi đến cả nhà mắc nữa, đến nơi thờ cúng cũng không giữ được rồi. Đổ nợ lên đầu người trẻ, đáng lẽ mẹ phải chết từ lâu rồi mới phải. Bây giờ mẹ còn mặt mũi nào để đi gặp bố con nữa? Mẹ đừng nói như thế, con sẽ không để mẹ và cô phải lo lắng nữa đâu ạ.
Cô dậy sớm thế ạ? Đêm qua cô lại không ngủ được à? Lòng như lửa đốt ấy, ngủ thế nào được? Cô, cháu có chuyện muốn nói. Thì mày cứ nói luôn đi. Cô hỏi ông Khanh xem định bao giờ thì cưới ạ? Cháu đồng ý lấy ông ấy. Quyết định rồi hả con? Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Không đồng ý thì cháu còn cách nào nữa đâu ạ? Thôi con ạ, nghĩ thoáng ra một tí. Cô cũng chả muốn ép uổng mày. Mới có một tháng lo gồng gánh nợ nần, mày thử soi gương xem chồng mày có ra hồn người nữa không. Nhưng mày thử nghĩ mà xem, nếu lấy được một người ta giàu có thì đời mày nó đỡ khổ. Chứ tao với mẹ mày sống được bao lâu nữa đâu. Cái nhà này có giữ cũng là để dành cho mày. Để mẹ mày có xuống dưới kia còn mặt mũi mà gặp bố mày với ông bà tổ tiên. Cháu có thiết gì giàu sang đâu cô. Lấy ông ấy thì cháu sống mà như chết. Cô biết mày cũng chả thiết gì của nả nhà người ta. Nhưng mà sau này còn có con có cái nữa chứ. Nó được sống trong nhung lụa không sung sướng hơn ạ con? Mẹ mày thì ốm đau bệnh tật, còn lấy chỗ mà nương tựa lúc tuổi già chứ. Tôi đã nhờ người xem kỹ rồi. Năm nay chỉ có ngày mùng 9 tháng sau là cưới được. Ôi, dạ thưa ông, như thế có gấp quá không ạ? Hơi gấp, nhưng mà tôi xem đi xem lại mãi rồi. Nếu để qua ngày này thì phải một năm sau nữa thì hai người mới được tuổi. Mà tôi thì tôi không thể chờ lâu như thế được. Với lại có thờ có thiêng, tôi là người làm ăn, cho nên làm việc gì tôi phải xem kỹ càng. Dạ. Nếu năm sau đẻ được thằng con trai thì cả nhà hợp tuổi, việc làm ăn của tôi sẽ rất thuận. Mày thấy thế nào? Cháu. Cái gì? Sao vẫn cháu là thế nào? Nếu mà không thích cưới xin nữa thì về đi. Ôi dạ. Đấy cũng chả thiết nữa. Dạ không ạ. Dạ thưa ông, mong ông thông cảm. Cháu nhà em nó chưa quen miệng. Dạ, mong ông bớt giận ạ. Vâng ạ. Tùy. Tùy anh. Bà chủ, cho con đề 19 đi. Bao tiền? 100 đi. Huệ! Tôi ngồi đây.